Rồi, em xin chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của kênh chuyên xe cũ giá rẻ nha mọi người. Thì hôm nay em có mặt tại cửa hàng xe máy Mai nha mọi người. Thì hôm nay thì là lâu lắm rồi, sau 3 tháng thì em trở lại cửa hàng xe máy Mai. Thì em sẽ cập nhật tất cả các mẫu xe hiện có tại cửa hàng nhé. Cả ở phía dưới này, phía dưới này nha, rồi phía trên, rồi và phía đằng ngoài nữa này mọi người. Nói chung là xe rất là nhiều nha cả nhà. Đấy, xe rất là nhiều nha mọi người. Thì địa chỉ và số điện thoại thì em luôn để dưới phần mô tả nhé. Địa chỉ là 203/17 khu phố 9, phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Điện thoại là 0913458823. Anh em có gì thì liên hệ theo hai cái đầu số này nhé, cái đầu số này nhé. Rồi, bây giờ thì em mời tất cả các anh chị em mình cùng theo chân em để vô cửa hàng nhé. Để theo dõi coi những con xe gì em sẽ báo giá sắp tới. Thì em sẽ báo giá trên này trước nha. Nói chung nhiều xe lắm mọi người ạ. Thì cửa hàng cũng mới mở cửa lại được 1-2 bữa thôi, nên là bây giờ xe rất là nhiều. Thì em sẽ báo giá, nói chung em báo giá tổng hợp nhé. Em báo giá hết rồi, sau đó em sẽ quay những clip riêng lẻ như là Exciter này, 135 này, cho một số anh trai tìm kiếm này, với lại là Vario này, rồi Acelo này. Nói chung là em rất là cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã quan tâm theo dõi nhé. Thì ai mà ấy thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé, để không bỏ lỡ những cái video báo giá tiếp theo của em tại kênh chuyên xe cũ giá rẻ nha mọi người. Thì em cũng sơ lược hết xe nha mọi người. Đây là đầu tiên là AB nha mọi người. AB này là AB 2010 FI. Mọi người ha, cái này thì tầm giá là khoảng tầm mười mấy triệu thôi mọi người. Con này thì không để giá nhá, nhưng mà em cập nhật thì cũng khoảng tầm mười mấy triệu thôi. Nói chung là mùa dịch này giá nó cũng rẻ hơn rất là nhiều nha cả nhà. Hay sơ lược anh em ha, sơ lược từng chiếc một báo giá tổng thể ha. Để anh em mà có cái ai mà có nhu cầu gì thì cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Mai ha. Quay 110 này, con này là quay RS nhá, 39F1, biển còn 4 số, giá 11 triệu. Đây tổng hợp đi, tổng hợp quay hết thì báo giá hết. Để anh em mình có coi được con nào thì lựa chọn được con đấy nhé. Còn khi nào mà anh em có nhu cầu muốn quay riêng con nào thì cứ inbox ở dưới bình luận video nha, em sẽ quay riêng hết cho mọi người. Quay S11 này, con này 11 triệu nha. Con này quay S thì đời 2010, 11 triệu. Đây, 11 triệu ha. Sirius RC. Phiên bản này là phiên bản RC C nha mọi người, 60F3 này. Con này 18 triệu à. Con này mới keng mà. Sirius. 18 triệu ha. Con này 18 triệu nha. Rồi quay S này. Quay S này thì cũng tầm 10-11 triệu nha mọi người. 10-11 triệu thôi. Hai bảy triệu nha cả nhà. MSX 27 triệu thôi. Rồi đây Exciter này cả nhà ơi, Exciter này giá có 18 triệu này mọi người. Con này em sẽ quay riêng ha, mấy con này Exciter em cứ quay riêng ha cả nhà ha. Em sẽ quay riêng cho một vài anh trai coi con này, tại vì cũng có nhiều người hỏi Exciter mọi người. Exciter nha. Rồi Phu này. Phu 18 ha. Phu 18. Sirius này, Sirius 11 triệu anh em này, 60B7, Sirius 11 triệu ha cả nhà. AB xăng cơ này 13 triệu này mọi người. Rồi AB đầu búa FI nha, AB đầu búa FI 15 triệu. Đây, anh em nhìn có cái nhìn tổng quan nhất nhá. Giá xe thì em chia sẻ như thế nào có như nào như vậy nha. Rồi 26 triệu cả nhà. Winner V1 26 triệu này, có mấy anh trai hỏi là Winner này. Này có Winner V1 nha, Winner V1 xanh trắng 60C1. Con này tầm đời 26 mọi người. 26 triệu cả nhà. Đó. Winner V1. Tất cả nha, quay tổng quan hết nha mọi người. Cửa hàng thì có hỗ trợ trả góp anh em ha, có hỗ trợ trả góp thì xe thì sang tên rút góp toàn quốc nha. Đây là anh em có nhu cầu gì thì cứ liên hệ trực tiếp trên số điện thoại là 0913 458823 ha anh em ha. Đây Sirius giá chỉ 11 triệu. Khu này. Đây khu 18 ha, khu 18. Exciter cũng 18 triệu này cả nhà.
Exeter 135 ha, 18 triệu. MSX 27 triệu. YS tầm 11 triệu ha mọi người. YS tầm 11 triệu. Sirius 18 triệu nha. RC, con này Sirius này là Sirius FE nha cả nhà. Sirius FE. Đó. Sirius FE ha. 18 triệu. Rồi YS 11 triệu nè. Rồi RS 11 triệu nha. Đó, anh em tham khảo. AB Acelo ha, Acelo nha cả nhà. Acelo giá 14 triệu này. Đây, anh em nhìn tổng quan Acelo ha. Nói chung trong clip này thì em báo giá hết thôi, báo giá lần lượt, từ lâu ngày thì quay lại cửa hàng thì em báo giá lần lượt thôi để anh em nhìn mà theo dõi xe. Ví dụ như anh em có mong muốn con gì thì cứ ấy nha, cứ bình luận dưới video. Em sẽ quay lại trực tiếp quay chi tiết hơn ha. Còn cái này thì em báo giá sơ lược thôi. Khu nha, khu X 19 triệu. Khu X 19 triệu biển còn 4 số ha. Khu X FI cả nhà. Con này thì đơn tên FI không? Rồi Exeter GP này. Con này thì cũng tầm 20 mấy triệu thôi mọi người. Exeter GP ha. Tầm 20 mấy triệu thôi, nói chung là rất đẹp. YS này 11 triệu này. YS 11 triệu nha. AB FI này thì cũng tầm 18 triệu mới nha cả nhà. Biển còn 4 số này, 39F4 này. Rồi có anh em nào mà đam mê quay Blade này, quay Blade giá cũng 14 triệu nha, bánh mâm. Cam đen bánh mâm. Xe nhìn rất là đẹp không cả nhà. Xe nhìn rất đẹp luôn, quay Blade cam đen bánh mâm ha. Xe rất đẹp nha, con này nhìn rất là cứng và đẹp luôn. Euro 11.000, giá có 14 triệu anh em. Đời 24. Ôi, cái xe này nói chung là còn để lâu hết bình hết à. Cửa hàng bữa giờ đóng cửa mọi người. Rồi, Exciter nè, 19 triệu nè cả nhà. Exciter nha. Con này thì Exciter này thì lên bánh của M150 nha, 135 nhưng mà lên bánh của 150 nha mọi người. Giá 19 triệu. Exciter nha. Clip 13 triệu mọi người ơi, clip 13 triệu nè. Em tham khảo clip 13 triệu nha. Clip Exciter 26 triệu nè, Winner V1 nè anh. Đây có nhiều anh em hỏi Winner V1 đây. 60F2 26 triệu, Winner V1. Ồ, chung là tháo hết bình để sao mọi người ạ. Con này Winner V1 đen nhám nhìn rất là đẹp anh em ạ. 60F2 ha, sang tên rút gốc toàn quốc anh em nha. Đấy, quay tổng hoa lại đằng trước và đằng sau cho cả nhà coi tham khảo. Đấy, Winner V1 26 triệu anh em nhìn này, form dáng rất là đẹp nha. Con này nhìn rất là ok mọi người. Exciter tầm 27 triệu mọi người, 26 27 triệu à. Nói chung là bây giờ những con Exciter với Winner V1 á, M150 á thì tầm 26 27 triệu ha. Báo giá chuyên xe cũ giá rẻ nha mọi người. Đó, em thì cứ cập nhật tất cả các cửa hàng. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp ha. Điện thoại và địa chỉ thì em luôn để dưới phần mô tả video rồi. Anh em làm việc trực tiếp chính chủ ha. Em thì em chỉ quay phim anh giới thiệu với cả nhà thôi. Anh em nào yêu quý thì thấy em chia sẻ hữu ích, có những thông tin hữu ích đến tất cả anh em thì cho em xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mà báo giá tại Biên Hòa Đồng Nai nha mọi người. 150 nha cả nhà. Tầm hai mấy triệu à. Full X này cả nhà ơi, Full X. Anh em nào đam mê Full X thì liên hệ ha. Con này 19 triệu à. Full X FI ha. Full X FI nha cả nhà. Rồi. Acelo nha, Acelo nha. Con này mấy con này thì em làm clip riêng, Acelo riêng. Nè tiếp nè mọi người ơi. Mấy con tầm 27 triệu à. Đây con Acelo này 13 triệu này cả nhà. Acelo 13 triệu ha. Acelo 13 triệu. Rồi, RSX 12 triệu này cả nhà. RSX 12 triệu ha. YS thì vẫn 11 triệu thôi. Tầm giá này thì 11 triệu thì có hỗ trợ sang tên rút gốc hồ sơ nha.
anh em nào mà có nhu cầu gì thì cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng xe máy Mai tham khảo thử, giá trên thì còn thương lượng nha cả nhà, giá trên còn thương lượng đến tất cả các anh em xa gần. Rồi Jupiter cả nhà ơi, Jupiter này Jupiter FI nha mọi người, giá 16 triệu. Jupiter Exciter này, Exciter 135 19 triệu này. Rồi Genus luôn này cả nhà, Genus này, Click P 12 triệu, RSX 16 triệu và cuối cùng là Wanfa 12 triệu cả nhà ơi. Wanfa 12 triệu ha. Thì nói chung là nãy giờ em cũng báo giá là sơ lược tất cả các con xe ở phía trên này nha. Còn phía dưới nó còn nói chung nhiều xe cả nhà. Anh em nhớ đăng ký video để đón xem những video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Mai nha cả nhà. Nói chung là em sẽ cập nhật tổng hợp hết. Rồi, em xin kết thúc video và cảm ơn tất cả các anh chị em mình đã quan tâm theo dõi nha. Rồi, em xin chào ạ.